hiện cũng đang là khoảng thời gian dịch thủy đậu có nguy cơ bùng phát mạnh. Tuy là bệnh lành tính, song nếu không chẩn đoán điều trị sớm cũng dễ gây biến chứng. Tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đã có những ca bệnh phải thở oxy do biến chứng thủy đậu. Thống kê tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng bệnh nhân khám và nhập viện liên quan đến bệnh thủy đậu gia tăng. Chỉ tính riêng trong tháng 3, bệnh viện tiếp nhận hơn 100 trường hợp, trong đó có 5 ca biến chứng trên cơ địa trẻ, khỏe và không có bệnh nền. Điều đáng nói là hầu hết đều chưa tiêm vaccine bệnh thủy đậu là điều trị đáp ứng rất là tốt từ một tới ba ngày đầu tiên mắc bệnh tuy nhiên thì những ca bệnh thì họ đến trễ có những ca đến vào ngày thứ bảy của bệnh thì họ khi mà họ sốt với nỗi mụn đậu thì họ tự mua thuốc ở ngoài uống có khi lại đi uống nam không chừng khi mà họ phát hiện ra khó thở thì lúc đó họ mới vào viện từ tháng 2 đến tháng 6 là thời điểm vào mùa của thủy đậu. Dù là bệnh lành tính, tuy nhiên lại rất dễ lây từ người sang người qua đường hô hấp, tiếp xúc trực tiếp qua dịch tiết mũi họng, dịch từ nốt bỏng nước. Bệnh hoàn toàn phòng tránh được bằng cách tiêm vaccine. Đối với thủy đậu thì gần như là nếu mà bị thì không có bị lần thứ hai. Đó. À, chính vì vậy thì mà bệnh thì thật ra bản chất nó cũng không phải là quá nguy hiểm. Đó. Do đó thì nếu mà ai chưa chủng ngừa thì nên chủng ngừa bệnh thủy đậu do siêu vi gây ra vì thế triệu chứng ban đầu rất dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường khác vì thế để tránh bệnh diễn tiến nặng gây biến chứng nhất là với trẻ em các bác sĩ khuyến cáo ngay khi có dấu hiệu sốt cao phát ban da nổi mẫn cần đến ngay các cơ sở y tế để thăm khám riêng với người chăm sóc thường xuyên vệ sinh mũi họng thay quần áo rửa tay để tránh lây nhiễm